Vào lúc này thì huấn luyện viên Petrovic của câu lạc bộ Thanh Hóa cũng đang trong thời gian cách ly. Dự kiến đến ngày 5 tháng 1 năm sau, vị chiến lược gia người Serbia sẽ hoàn tất thời gian cách ly y tế, chính thức dẫn dắt đội bóng xứ Thanh. Sau một số vấn đề với ban lãnh đạo trong suốt mùa giải vừa qua, câu lạc bộ Thanh Hóa đang chuẩn bị bước vào mùa giải mới với sự kỳ vọng cao, khi họ đã có chủ tịch mới cùng những tân binh chất lượng để phục vụ cho sự trở lại của huấn luyện viên Petrovic.